tìm giùm chị vài người đàn ông độc thân. Muốn bao nhiêu cũng có. Thiệt không? Thiệt. Em à, anh đi câu có một ngày thôi. Anh hy vọng em không vì những người đàn ông đó mà quên anh. Dễ thương quá à. Anh yên tâm đi. Nè, cho dù á em có ngồi cạnh những người đàn ông đó, em vẫn luôn nghĩ về anh. Mà anh á, anh đi câu á, anh gặp con cá, anh đừng có quên em nha. Em yên tâm đi. Khi những con cá cắn câu, anh cũng nghĩ đó là em. Khi anh nướng những con cá, anh cũng tưởng tượng đó là em. Và khi anh ăn những con cá, em phải biết rằng anh đang ăn em. Hóa trang là một nghệ thuật không chỉ dành riêng cho các nghệ sĩ ở trên sân khấu, mà có thể dành cho các lĩnh vực khác nữa. Trong lĩnh vực nội thất cũng vậy. Đây, giống như bức tường này, các bạn có ai thấy được cái công tắc hay không? Nam Mùa Lo, anh tìm cho tôi một cái công tắc coi. Khó quá anh Tư à. Thật sự là tôi không thể nào tìm thấy nó được. Đúng, tôi đoán chắc là các bạn cũng không thể nào mà tìm ra được hết. Có ai tìm ra không các bạn? Thật thấy không? Vậy thì xin mời cô Lily giúp chúng tôi. Đâu? Các bạn chú ý nha. Tắt nè. Mở nè. Anh Tư. Hả? Cuối tuần này anh có bận gì không? Có. Sao vậy? Tại tôi có việc muốn nhờ anh giúp. Điều gì? Tôi muốn mua nhà. Mua nhà khu tôi hả? Không, anh bạn tôi có căn nhà hồ đá muốn bán. Tôi muốn anh đi coi với tôi. Trời đất ơi, khu nhà hồ đá mắc tiền lắm á. Thì... anh mua nổi không? Thì mắc thì... hả? Ờ, rồi, tôi sẽ giúp cho. Nhưng mà cho tôi biết một số thông tin về cái nhà đi. Ờ, anh muốn biết gì? Ờ, rồi bây giờ vậy. Căn nhà có bao nhiêu phòng ngủ? Không có phòng ngủ. Rồi bao nhiêu nhà vệ sinh? Không có nhà vệ sinh. Mua nhà cho ma hả? Đó là một cái chòi để câu cá. Gì? Câu cá? Một căn nhà trên hồ đá. Anh có thể ngồi đó anh câu cá mà không bao giờ cảm thấy chán. Nhưng mà có tin chắc là câu có cá không? Thì tôi nghĩ là có nước là sẽ có cá. Rồi. Tôi cho anh một cái thông tin tại chỗ liền. Ủa? Anh làm cái gì vậy? Có nghĩa là anh cần một cái túp lều, không phòng ngủ, không nhà vệ sinh, phải không? Đúng rồi. Trên một hồ đá. Đúng rồi. Rồi tìm trên mạng, rồi vô khu biệt thự rẻ tiền. Rồi có câu trả lời rồi. Rồi không mua. Ừ. Cái gì? Anh giỡn hoài vậy? Gì giỡn? Sao? Ý tôi là tôi muốn đi, anh đi xem cùng tôi rồi lên đó hai người nói chuyện câu cá, lai dai vài xị rượu đế với lại ăn món xoa suýt. Vậy sao anh không đi, không trai đi? Thì anh bạn tôi muốn có câu trả lời vào cuối tuần này. Mà Ngọc Trai thì thứ bảy tới nhà anh rồi. Cái gì? Thứ bảy tới nhà tôi? Ờ, tới coi mấy đĩa cải lương mới thì chị Mộng Lan mới mua đó. Trời đất ơi, mấy bà tới nhà tôi? Rồi cô cải lương? Ờ, tại Ngọc Trai muốn tới để học hỏi cách dạy chồng của chị Mộng Lan. Chủ đề của cuộc nói chuyện là loại bỏ những phần lông không cần thiết. Thôi, vậy đi. Thứ bảy này, tôi đi câu với anh. Mấy giờ tới đó? 5:30 nha. 5:30 tới hả? Ừ, 5:30 sáng. Còn tới đi, tôi cạo đủ râu anh đó. Tụi con, biết hôm nay bà đi đâu không? Không. Đi đâu bà? Đi câu cá với chú Nam Bù Lon. Hả? Ừ. Câu cá? Ừ. Bà có nghe dự báo thời tiết ngày hôm nay không? Sao? Người ta dự báo ngày hôm nay có mưa. Mưa? Đúng rồi bà. Trời ơi, cảm ơn ngài thời tiết nha. Có bão nữa bà. Có đúng bão, có bão. Bão nữa? Đúng rồi. Trời bà ơi, mưa với bão. Bà khoái quá. Đi câu cá mà dưới bão, bà khoái hơn là ở nhà với mấy người phụ nữ. Với lại mấy cái dĩa nè. Đây. À, chào chị. Em chào chị. Tới sớm vậy? Biết sao không? Sao? Tại vì em dắt anh Nam Bù Lân tới sớm á. Em muốn ở gần anh ấy.
Càng lâu càng tốt. Ngọt ngào quá. Pha cà phê uống cho đắng bớt nha. Ngọt như chè đó. Ủa chú Năm? Dạ. Đi câu cá mà sao không thấy đồ nghề gì hết trơn vậy? Em để hết ngoài xe rồi. Dạ. Chứ tôi tưởng chú là cái cần câu, còn cái râu chú là cái móc câu chứ. Đúng đó đi chị. Chị, hả? Em đang hào hứng cái ngày tiệc của phái nữ chúng ta đó nha. Chị muốn em giúp gì không? Cần, rất cần. Tìm giùm chị vài người đàn ông độc thân. Muốn bao nhiêu cũng có. Thiệt không? Thiệt. Em à, anh đi câu có một ngày thôi. Anh hy vọng em không vì những người đàn ông đó mà quên anh. Dễ thương quá à. Anh yên tâm đi. Nè, cho dù á em có ngồi cạnh những người đàn ông đó, em vẫn luôn nghĩ về anh. Mà anh á, anh đi câu á, anh gặp con cá, anh đừng có quên em nha. Em yên tâm đi. Khi những con cá cắn câu, anh cũng nghĩ đó là em. Khi anh nướng những con cá, anh cũng tưởng tượng đó là em. Và khi anh ăn những con cá, em phải biết rằng anh đang ăn em. Cái lều đá nha. Đây là thiên đường dành cho những người câu cá đó anh Tư à. Bây giờ gấm cần câu đây ha. Ôi, gió mát nằm ngủ rất là sướng biết mấy. Ê, cái gì vậy anh Tư? Hả? Tôi kêu anh tới đây để tận hưởng cảm giác câu cá chứ đâu có kêu anh tới đây ngủ. Thì đang tận hưởng câu cá nè. Trời ơi, tận hưởng cái gì? Tận hưởng câu cá vừa nằm vậy nè ha. Lấy cái điện thoại ra coi trận đá banh ngàn qua tuyệt vời. Thôi thôi nào anh Tư, tự nhiên tới đây coi đá banh. Đây nè, đây nè, đây. Hôm nay có mang cho anh cái chai rửa tay tăng lực hiệu hành tẩu. Trời, khử hết mọi mùi. À. Trời, nghe nó như có mùi mùn cưa ta. Tốt lắm đó. Nhưng mà tôi thích cái mùi này đó. Thích à? Ừ, cũng thơm á. À. Anh Tư à, không biết sao chứ cái cảm giác của tôi bây giờ là rất là hào hứng. À. Tôi nôn nóng làm sao được sờ mó vào cái con cá và được ôm mấy con cá vào lòng. Trời ơi. Vậy nhảy xuống hồ đi. Ôm cá. Trời ơi anh Tư, cái hồ này nước sâu và lạnh lắm ạ. Ôi, tôi có đem theo áo khoác nè. Thôi nào anh Tư. Trời ơi, sao anh không móc mồi vào đi? Hả? Nếu không móc mồi đưa tôi móc mồi cho. Hay là anh sợ không câu được con cá nào? Vậy là khi dễ tôi phải không? Vậy thì muốn cá không? Có ai câu cá được nhiều không? Ý anh là muốn cá cược đúng không? Ờ. Cá thì cá. Ờ. Nhớ nha, ai mà thua là phải nhảy xuống hồ. Hiểu không? À, tôi nói rồi anh Tư nha, cái hồ này nước sâu và lạnh lắm á. Thôi thôi thôi, sợ được không? Sợ được không? Không, tôi chỉ lo cho anh thôi. Rồi, không có nói nhiều. Để tôi chỉnh lại cái lưỡi câu đã. Mượn. Trời. Chỉnh lại cái lưỡi câu rồi biết cái tôi nha. Ui da. Trời cái gì? Ui da. Trời anh Tư, cái kìm của tôi. Cái tay tôi không lo lôi kìm. Kìm cũ mà lo vậy. Trời ơi, cái kìm đó là cái kìm gia bảo của nhà tôi đó. Chơi bảo? Cụ tôi để lại cho ông tôi để lại cho bố tôi, thì bố tôi để lại cái kìm đó cho tôi đó. Vậy bây giờ anh để lại cho Hà Bá đi. Nhiều khi nghĩ mắc cười quá ha. Không biết tụi mình có phải cốt đàn ông không. Tự nhiên mọc ria mép. Thấy gớm. Nó nghe nè Mộng Lan. Chừng nào mới gỡ được? Căng sắp, quá rồi nè. Sắp rồi. Ê, tôi biết mấy bà làm sao nha. Tôi mỗi lần mà coi đời cô Lụ là sao tôi cứ đứt ruột đứt gan à. Trời. Hay quá hay. Cái tuồng đó đâu có hay bằng tuồng Lan và Điệp đâu. Lan và Điệp mới hay. Buồn mà khóc, tôi khoái với cái câu này nè. Lần cuối gặp nhau Lan khẽ nói thương mãi nhà anh. Trời ơi, nó đứt ruột. Biết là sao Điệp nó bỏ đi vậy đó. Mẹ nó nghe bà hát á. Còn em á, em thích tuồng Hàn Mật Tử cơ. Được rồi chưa đó. Chị? Rồi rồi, tới giờ rồi. Bán khoan nha, 1, 2, 3 chị gọi nha. Rồi. 1, 2, 3. Ôi da, trời ơi. Trời đất ơi. Trời ơi, quá trời quá đất luôn. Chắc tôi cốt đàn ông thiệt quá. Ghê không? Còn cái gì mà đen tôi lùi vậy bà? Ria mép đó mà vậy đó. Ủa, Ngọc Trai, sao có miếng nào vậy? Em có con gái mà. Em con gái là sao? Cốt con gái. À, nó cốt con gái. Tụi nó có con rồi chứ. Em mà công nhận nha, chị ngưỡng mộ tụi em ghê á. Tới giờ mà tụi nó vẫn còn nồng thắm chị. Tình tứ lắm. Làm chị nhớ cái lúc mà ông Bê nhà chị mà còn lãng mạn đó. Sao? Ta nói ngày nào nha cũng đem nguyên một ảng thịt bê mà khắc hình trái tim về nặng mà tặng cho tôi. Trời ơi, tôi ăn riết mà tôi vậy nè. Lãng mạn đó. Giờ hết rồi. Còn ông Tư nhà này nha. Sao? Cái lúc mà thời gian còn lãng mạn đó.
những cái ngày mà cửa hàng dụng cụ mà giảm giá đó, tôi chỉ cần mặc áo đầm đẹp và tay cầm cuốn catalog đầy những dụng cụ trong đó. Trời ơi, hai chị thích quá à. Còn em á, sao? Em không tưởng tượng được cái ngày mà anh Năm bù lon á, mất đi sự lãng mạn thì sao ta? Thật nghiệp không? Nghiệp ghê không? Tụi tôi là qua cái đoạn đường đó rồi. Đó sẽ là cái ngày mà cái cánh đàn ông á, nó ở hoặc mà không bao giờ chịu xin lỗi. Mà còn không đi chỗ khác nữa mới ghê chứ. Tại chỗ công nhận đi mạng yếu thiệt đó nha. Rồi có rồi. Rồi anh Tư. Anh Tư. Ủa? Cái gì? Gì? Chúng ta tới đây để câu cá mà. Thì nãy giờ mình câu cá đó. Thả cần câu đi giờ 4 tiếng đồng hồ anh không thấy hả? Con cá nào cắn đâu. Tôi nói anh nghe. Dạ. Chúng ta tới đây câu cá nhưng không phải nhắm vào cá. Mà quan trọng là được ở ngoài thiên nhiên, tránh xa vợ, bạn gái hoặc công việc, để những người đàn ông có thể nói chuyện với nhau. Trời đất ơi, tôi với anh ngày nào không gặp, nãy giờ gặp cả ngày trời được anh còn muốn gì nữa. Nhưng mà chúng ta đã nói chuyện được nhiều đâu. Rồi rồi rồi, để tôi giảm bớt âm thanh lại. Anh không thể tắt nó đi được à? Không. Tôi vừa xem vừa nói chuyện được á. Tôi làm chuyện này vợ tôi hoài à. Vô. Trời đất ơi. Anh Tư à, thật ra thì dạo này tôi gặp rất là nhiều chuyện. Gì? Chuyện gì? Vô. Vô đi. Trời đất ơi, chuyện quá là vô rồi. Thiệt tình à. Vô. Trời. Ê. Gì vậy? Nó đi. Khỏi cãi luôn đi. Vô. Trời đất ơi. Trời ơi. Hả? Gì? Hên quá. Nghĩ dữ hiệp rồi. Rồi sao? Nói chuyện gì? Hả? Câu cá. Thì nãy giờ vẫn đang câu mà. Đúng rồi. Câu cá nãy giờ. Rồi. Tôi có sáng kiến rồi. Thì anh làm cái gì? Tôi đang câu mà thu cần lại anh Tư. Từ từ đừng có nóng. Đừng có nóng. Đó. Biết sao không? Tôi có một sáng kiến vừa mới nảy ra. Là mình phải tăng lực lưỡi câu. Đó. Tăng lực là sao? Trời đất ơi, tăng lực lưỡi câu có nghĩa là mình gắn thêm nhiều cái lưỡi câu vô để tranh thủ thời gian câu được nhiều cá. Đất ơi. Tôi không nghĩ vậy đâu anh Tư à. Cái gì? Anh không tin tôi hả? Hay là anh sợ thua tôi? Thua. Trời đất ơi. Rồi, Năm Mùa Lon, cô tôi câu nha. Trời ơi, anh Tư. Anh Tư ơi. Trời ơi. Tư à, anh thấy ấm hơn chưa? Cảm ơn nha. Tôi không thể tin nổi anh không mang được quần áo để thay á. Tôi cũng không tin nổi có thể lộ xuống cái hồ. Nhưng mà với những chuyến đi như này anh phải phòng những trường hợp xấu nhất xảy ra chứ. Nhất mà, là với những con người như anh. Nhưng mà trường hợp xấu nhất là lỗi của anh mà. Thì tôi xin lỗi vì đã rủ anh đi câu cá. Mà cũng may là tôi mang theo quần áo dự phòng á. Cảm ơn nha. Thôi anh đưa chìa khóa xe để tôi mang đồ ra trước đi. Đâu rồi? Anh Tư à? Hy vọng nhờ chuyến đi này sẽ giúp chúng ta thư giãn và nói chuyện với nhau thân thiết hơn. Anh nghĩ tôi với anh còn thân thiết tới cỡ nào nữa? Tôi đang mặc quần lót của anh á. Rồi đưa chìa khóa tôi cất đồ đi. Trời, anh Tư, anh đừng nói với tôi là anh làm mất chìa khóa nha. Hy vọng không phải là vậy. Chắc vậy rồi. Năm Mùa Lon, anh có muốn nhảy xuống thêm lần nữa không? Trời, nó sẽ quen dần. Gì đó mà đau. Hai ba lần nữa là nó hết đau à. Bà Mai. Dán chịu đựng xíu đi hả? Bà Mai, bà chấm lộn bánh mì vô trong cái đồ nhổ lông rồi. Trời ơi. Có cái nước sốt bên cạnh kia. Thôi bỏ đi. Vậy hả? Bỏ đi. Không được, để qua bên đi. Sao vậy? Đem về cho ông B cũng ăn.
gì ba cũng ăn được không, dễ lắm. Trời ơi, chồng bà là bê, chồng bà phải là heo đâu, cái gì cũng ăn bà. Tại ổng, ổng ăn riết không quen rồi. Thôi đừng có đầu độc Ngọc Trai đi. Ngọc Trai. Dạ. Nhìn thẳng vô mặt chị. Bây giờ em cứ tưởng tượng một người đàn ông nào tuyệt vời nhất với em thử coi. Ừ, đúng rồi. Tôi biết rồi đó. Ai nè? Khó chịu quá. Nam Bù Lon. Suốt ngày với Nam Bù Lon hoài à. Ờ. Em phải tưởng tượng một người đàn ông nào mà thật tuyệt vời mà nhất 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 cái thế giới. Mình đang mơ tưởng mà. Giống như là Leo người nắc đô vậy đó. Trời ơi, tận hưởng đi cưng. Vậy hả? Ừ. Tưởng tượng đi. Vậy thì cũng có một người đàn ông mà em cho là hấp dẫn nhất thế giới. Ai vậy? Ai vậy? Đó là Pierre Bourdieu. Trời ơi, tưởng tượng quá luôn nha. À, tới diễn viên điện ảnh người Pháp luôn mới ghê chứ. Chị này không phải. Vậy ông ấy là cha đẻ của ngành nha khoa hiện đại. Tôi nghĩ là bà sẽ cái gì dính líu tới răng á. Chị, hả? Biết sao không? Tại vì ông ấy cũng có râu đó, nhưng mà không có râu như anh Nam Bù Lon. Râu như Nam Bù Lon ai mà có được. Với lại tôi không thích râu. Râu nãy mình quá đau quá. Tôi không thích râu, tôi ghét lắm. Thích gì? Mông cơ. Trời ơi, thích thịt đùi, thịt mông. Mông. À, mông hả? Mông nó dai. Vòng ba. Còn tôi biết thích gì không? Thích gì? Cái người đàn ông mà hợp với tôi nhất á, có lẽ là vua hề sạc lô. Cái người đàn ông đó ha, làm cho tôi cười suốt mà không hề nói một lời nào hết. Cũng có lý. Nè, tới giờ rồi. Giờ nào đi. 1, 2, 3. Trời đất ơi, ui, kìa, cái gì vậy? Râu cũng nhiều mà lông chân cũng nhiều, thiệt. Chú Tám chưa có tới anh Tư à? Cái gì hả? Trời ơi, anh đang làm cái gì vậy? Hả? Tôi đang dùng cái kiến thức của mình á, để mà tăng gấp đôi cái năng lượng lên. À, giống cái kiến thức mà anh dùng để ngã xuống hồ đó hả? Trời quê hoài. Tôi tới rồi nè. Ủa, ôi, chú Tám. Ôi, chào anh chạy hàng sớm lưu lạc. Dạ, cảm ơn chú Tám tới nha. Ê, chìa khóa dự phòng của cậu nè. Dạ. Cảm ơn chú. Hên quá. Ủa chú, chú kiếm ở đâu ra mấy con cá vậy? À, cá tôi mua của những người câu cá ở đây nè. Họ nói câu cá ở đây là số 1 á nghe. Có cái hồ này cách đây là 12 năm rồi đó. Ủa quái, sao tụi con câu không được con cá nào ta? Không câu được cá à? Dạ. Ủa sao có cái mùi gì cay cay hăng hắc như nè? À, cái mùi nước rửa tay của anh Tư đó chú. Dạ. À, vậy à. Vậy thì tôi có thể giải thích cho cậu hiểu là tại sao cậu không câu được cá rồi. Ủa, sao vậy chú? Đây là cái chi tiết mà nhiều người biết. Tức là cá đó thì bị cái hương thơm của mồi á, dụ cá tới. Nhưng mà khi gặp cái mùi nào khác mạnh hơn, như là mùi nước hoa hay là cái mùi cay cay hăng hắc mà nước rửa tay của cậu nè, là cá nó nghe được, nó sợ, nó đi chỗ khác hết. Là coi như không được câu được con nào cả. Hay đấy anh Tư à. Gì hay? Sao nãy nói anh thích? Nhưng tôi không phải là cá. Ở tôi qua lớp gặp rắc rối gì à? Dạ, không có gì chú Tám. Bị tai nạn nhỏ nhỏ thôi. À, dạ, tôi nghĩ cái chuyến đi như vậy là cái dịp hai người đàn ông gặp gỡ nhau rồi nói chuyện rồi cười đùa với nhau vui vẻ chứ. Nhưng mà khổ nổi một cái, Nam Bù Lon á chỉ thích nói thôi, không thích cười, không thích đùa. À, vậy hai người đã nói chuyện gì? Dạ, con không biết nữa, tại con không nghe. À, có vẻ như là cậu không chú ý lắng nghe lắm thì phải. Ừ, chú Tám ơi, tính con mà không thích nghe người ta lải nhải. À, cũng giống như tôi với cậu ở trước sân chứ gì. Từ mọi lớp à. Bạn bè với nhau là mối quan hệ cộng sinh. Cả hai đều đóng góp ý kiến với nhau thì mới tốt được. Dạ con hiểu. Nhưng mà con với chú Tám là trường hợp khác. Khác sao nào? Thì con chú Tám ở chính giữa là có cái hàng rào. Dù có hàng rào hay không á, tôi nghĩ á là cậu phải lắng nghe lời của Nam Bù Lon nói, như thế mới là điều đúng đó. À, cảm ơn chú Tám lần nữa vì đã tới tận đây nha. Dạ, có gì đâu. Thôi con re xe ai đó, mình về thôi. Dạ, rồi về thôi nghe. Dạ, cảm ơn chú Tám nha. Anh thu dọn hết mọi thứ chưa? Xong hết rồi. Ê, Nam Bù Lon, hồi nãy anh tính nói gì với tôi vậy? Tôi không muốn nói chuyện đó nữa.
Sao buồn không? Tình bạn tốt là phải có mối quan hệ đạo sinh phải không? Ý anh là anh muốn hát mấy bài hát cắm trại của mấy hướng đạo sinh đó hả? Không phải, tôi chỉ thắc mắc là giữa anh với lại con trai á, quen nhau được lâu rồi ha? 5 tháng không? Thật ra thì 4 tháng 13 ngày. Ủa anh Tư, ngày xưa khi quen chị Mộng Lan ấy, mất bao nhiêu lâu để anh biết cô ấy là định mệnh của đời mình? Thì tôi chỉ... Quái cái mùi gì khét khét vậy ta? Anh về rồi đó hả? Em. Ừ. Sao rồi? Hả? Câu cá sao rồi? Còn em? Sao rồi? Xong xuôi. Vụ tẩy lông của em tới đâu rồi? Láng hết rồi, láng hết rồi, yeah. Láng hết rồi. Ừ. Ý. Còn sốt 2 cộng rồi. Đầu cộng. Rồi sao? Đi câu cá rồi, cá đâu? Trong bịch kia hả? Đem không phải đâu hả? Có cá gì? Không. Ăn được không? Cá cho anh ăn bù lon hết rồi. Rồi, xong. Hả? Không câu được con nào phải không? Hả? Gì không câu được con nào? Anh nói thiệt với em nha, anh nhảy xuống hồ luôn á. Mà cũng không bắt được con nào hết á. Rồi kết luận luôn, lộn cổ xuống hồ, đúng không? Có chuyện này hơi khác khác nè. Hơi khác là cái gì? Cái gì vậy? Áo gì mà quen dữ vậy? Ừ. Tại sao anh lại mặc áo của năm bù lon là làm sao? Thì chuyện gì xảy ra? Nói liền. Ê nè, để cho anh nói cho em nghe. Ờ. Thấy không, anh với bù lon đi câu, rồi hai thằng ngồi kể chuyện về thời niên thiếu. Ừ. Rồi tâm sự với nhau. Rồi anh hỏi đâu năm bù lon cái chuyện với lại Ngọc Trai như thế nào rồi. Hay quá. Thì, ờ. Hai người bạn với nhau phải biết chia sẻ nhau. Tốt. Ừ. Rồi cuối cùng anh có giúp năm bù lon cái việc mà mua cái chòi đó không? Có. Rồi có mua không? Chưa kịp mua thì cái chòi nó cháy rồi. Xong. Anh đốt chòi của người ta phải không? Em á, anh mới bước vô cửa thôi là cái em đổ thừa anh à. Chưa kịp nghe anh giải thích, bực mình em ghê. Đâu em đổ cái thừa gì đâu. Cũng đổ thừa kiệt. Tôi xác nhận cho. Xác nhận cái gì? Hả? Chắc ngực anh mọc lông á. Không, cái short này nè. Ừ. Nó tẩy hết lông ngực của anh đó. À. Làm anh, gì vậy? Hả? Làm anh, gì vậy? Anh đang nghiên cứu làm sao mà anh đưa trái băng cho em á, để mà anh suốt cho thiệt đẹp. Anh ơi, đừng nhắc tới chuyện suốt đi. Sao vậy? Nghe dựng hết tóc gáy lên nè. Anh thích em dựng tóc gáy á. Ba rồi bạn. Chắc đang lao chùi cái xe cổ của ba đó. Dạ. Hồi nãy em đứng coi xuống cái đẹp nha. À. Nghiên cứu từ sáng giờ. Ừ. Coi nha. Tập trung vào. Suốt. Suốt. Trời ơi, xe của tôi. Mộng Lan đá đó ba.